Cả nhà nha. Bây giờ gia đình gấu sẽ di chuyển đi hang động các bạn, đi động phong nha cả bàn nha cả nhà. Cả nhà theo chân gia đình gấu đi trong phong nha cả bàn nha. Hôm nay ngày thứ hai trải nghiệm tại Quảng Bình cả nhà. Bây giờ đang ở khách sạn xong rồi đi hang động nha. Gia đình gấu đến chuẩn bị xuống chuyện để vào động chơi cả nhà. Đây rất nhiều mặt hàng các bạn, bán hàng quần áo các thứ của em. Hôm nay cuối tuần nên là rất đông các bạn, đông lắm. Bây giờ lên thuyền lại để đi vào động phong nha. Hôm nay cuối tuần nên đông lắm. Anh em lên thuyền rồi cả nhà. Đây anh em chuẩn bị đi vào động nha cả nhà. Đông lắm cả nhà. Cả nhà theo chân bồ gấu đi ra động rồi. Tuyệt vời luôn. Ma lắm các bạn ạ. Đây là anh em ngồi cùng xe nhá. Đi cùng chuyến tàu để ra động phong nha ngắm cảnh cả nhà. Đây cô em này. Bậy. Kem à. Hôm nay ngày nghỉ rất đông nhá. Rất nhiều thuyền chạy. Gió to lắm. Chỗ này có một cái bãi bồi ở giữa cả nhà. Đấy. Hai bên là hai lòng sông. Giữa là cũng bãi bồi. Sắp đến động rồi là. Rất nhiều núi này. Đây rất nhiều nhà đẹp. Toàn nhà đẹp thôi nha. Nhìn ngay như bùn ếch. Đá như bùn ếch các bạn. Em màu đen đen kêu cái gì đó. Đá. Báo để cho mọi người đi khỏi đâm vào đá này. Thấy chưa? Thế là chẳng hạn là không báo đi chẳng lại đâm vào đá này. Đá nhô lên đi. Còn cái cọc xanh này là báo nước này. Nước cao hay thấp này. Để cho mọi người đi ở đây. Chẳng hạn nó lên cao thì nó ngập đá kia là người ta đi vào người ta không bị hỏng thuyền. Rất nhiều đá lô nhô ở giữa các bạn. Không cẩn thận là đi không đúng đường là đâm hỏng thuyền luôn. Đúng mà xa lắm. Có nhà hàng bánh xe bò các bạn. Đấy, đẹp không? Resort đấy. Rất mạnh. Đây sóng đánh mạnh lắm các bạn. Quẫy quẫy lùi cả thuyền lên. Có một cái ngọn hải đăng này. Đến rồi các bạn. Quẫy sóng đánh. Đúng không? Đi đường vòng rất xa cả nhà. Quẫy sóng đánh.
có một cái hang động ở trong gầm này các bạn ạ. Hang động đây nhá. Bây giờ mua vé để vào các bạn. Đây về vào động cả nhà. Đây nó mát thế. Mát. Quá mát luôn. Bắt đầu vào động cả nhà. Này quá đông luôn. Đang trèo bằng tay rồi các bạn. Vào trong này không đi được máy nhỉ. Trèo bằng tay cả nhà. Đấy. Vào đây trèo bằng tay hết này. Bởi vì động nó rất thấp mà rất nhiều thuyền nên là trèo bằng tay. Đấy, thấy đẹp không? Nó đang ở trong động rồi. Quá đẹp luôn, chuẩn bị chui vào hầm. Ai mua cho gấu gấu ơi. Giá này quá đẹp luôn, màu xanh. Màu xanh màu vàng các bạn. Như một con sư tử. Cuối năm các bạn ạ. Núi đá rất đẹp luôn cả nhà. Đấy. Có những núi đá tuyệt vời. Chảy theo dòng. Thiên nhiên ban tặng. Quá đẹp luôn. Có một đá nằm ở giữa này. Đẹp không? Em thấy đẹp không? Đá chạy theo từng tầng lớp lớp. Đây nhiều đá này. Ui. Chạy ngay trên đầu rồi các bạn. Được. Việt Nam rất nhiều hang động kỳ bí, bí ẩn. Ở đây vậy có bằng mới treo được thuyền này các bạn ạ. Không có bằng nó không lái được thuyền đâu nhá. Đấy. Úi đánh võng tráng trứng. Căng phết đấy. Quay quay quay. Bùm. Tuyệt vời. Đấy. Toàn những tay treo chuyên nghiệp. Đúng một cuối tuần các bạn. Có đông luôn. Đây có nhũ đá này. Trong đây có đèn hay không hay là đèn sáng chiếu lên. Đây càng vào sâu thì càng nhiều núi đá các bạn. Nhiều núi đá hình thù rất lạ luôn. Rất sâu cả nhà. Càng đi sâu trong. Càng sâu trong càng mát nhé. Này nước nó lên cao là cũng khả năng là sẽ khó vào được. Đây núi đá này tuyệt vời luôn. Quá đẹp luôn này. Nước đấy là tinh khiết đấy nhở. Vẫn còn sâu nữa các bạn. Chưa hết được. Đi vào trong kia nữa cả nhà nhé. Đây có bạn này nhỏ nhỏ này trèo thuyền rất hay này. Đấy. Đúng chuyên nghiệp luôn này. Nhỏ nhỏ nhưng mà đã trèo thuyền rất giỏi.
gương rồi. Úi, chúng này đẹp này. Đủ đá màu kiểu như thiên thạch. Úi, đẹp không? Quá đẹp luôn. Đẹp này, chỗ này đẹp này. Đẹp tuyệt vời luôn các bạn. Hết rồi các bạn ạ, quay không? Trong kia nhỏ nên là đông không đi vào được. Sau đi bộ lên hang nhá. Chỗ này nhiều nụ đá này. Ui, rơi kìa các bạn ơi, rơi bấu kìa. NC luôn. Chỗ này nhiều nụ đá này. Nụ đá đẹp. Đây xong rồi thì đã ra đây là phải đi bộ lên trên kia các bạn ạ. Đi bộ lên hang động trên này. Đấy, hang động trên này đẹp luôn. Và hôm nay rất nhiều núi đá đẹp hơn các bạn. Chỗ này mình đi bộ cũng phải đi thuyền. Gấu em đang đi lên các bạn. Ôi, núi đá đẹp chưa? Tuyệt vời luôn cả nhà. Thiên nhiên ban tặng. Quá đẹp. Đây gấu em đang đi chưa? Hôm nay rất đông luôn các bạn ạ. Hôm nay ngày cuối tuần nên là vào đây rất đông đấy. Đây những đá lúc này mình đẹp này các bạn. Rất nhiều luôn. Những đá chảy này. Cả nhà mình đi vai tập trung về nhà lối cho cả nhà thôi. Quá đẹp luôn. Rất nhiều núi đá đẹp cả nhà. Tuyệt vời luôn. Như dãy san hô. Như dãy san hô luôn các bạn. Đúng động tuyệt vời luôn. Đá như kiểu san hô ấy nhỉ. Ê, mát một kì. Mát lắm. Không cần chạy đâu. Ê, tay tỏ mình cứu gì đó. Quá đẹp luôn các bạn. Ui, của núi đá này mới đẹp này các bạn này. Quan cảnh của núi đá này tuyệt vời luôn. Theo tầng theo lớp này. Theo tầng theo lớp các bạn. Đấy, núi đá tuyệt vời. Quá đẹp. Rồi. Cần có người. Anh ơi,
Xong đi rồi. Có nhiều vụ đá đẹp luôn. Nhìn như một đàn cá đang bơi ngược dòng. Nước chảy quá đẹp luôn. Mẹ cứ tưởng là như tự nhiên. Nhiều hình nhũ đá tự nhiên khác nhau các bạn. Chảy. Chỗ này như một cái thác, cái suối các bạn. Thác 7 tầng. Những thiên nhiên ban tặng cho Việt Nam rất nhiều động đẹp, hang động tuyệt vời luôn. Bây giờ hết rồi các bạn ạ, bây giờ chuẩn bị lên thuyền để đi về khách sạn nhé. Ăn cơm trưa trong chiều lại đi suối. Rất nhiều hàng quán bán đồ, quần áo, lưu niệm các bạn. Quá đông. Chỗ này có một cái khuôn viên khá rộng luôn các bạn, ngồi nghỉ ngơi thoải mái luôn. Đây hình nhà gấu vừa đi động Thiên Sơn về các bạn ạ. Chúc bạn một ngày tuần du lịch thật vui vẻ nha. Đây hình nhà gấu mới lên thuyền đây để đi ăn cơm trưa xong đi suối nha. Bye bye các bạn.